Hoa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay em lại có một chiếc xe 7 chỗ của thương hiệu Hyundai đang giới thiệu cho anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc xe này. Với chiếc xe em đang cập nhật là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.4, máy xăng, sản xuất ở năm 2021, có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế hai màu. Với bản full này thì nó sẽ được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cùng với những các tiện ích tính năng an toàn ở phía đầu xe như là hệ thống cảm biến. Các chi tiết mặt ca lăng của chiếc xe được thiết kế rất là nổi bật với hình lục giác và xung quanh nó có những cái viền mạ chrome. Sơn si của chiếc xe thì nó có sơn tỉa lại một số điểm ở phần đầu xe và phần đuôi xe, thân xe thì có một vài điểm nhỏ. Bộ vành của chiếc xe thì được trang bị vành hợp kim với kích thước là 19 inch và dàn nốp của chiếc xe thì vẫn là dàn nốp liền đời theo xe anh chị ạ. Date lốp này 2021 anh chị nhé. Đấy, các chi tiết đường nét về của chiếc xe thì em cũng cố gắng quay rõ từng phần một để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với mẫu xe Hyundai Santa Fe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn tham khảo về các phiên bản như máy xăng, máy dầu. Với phiên bản máy dầu thì nó sử dụng khối động cơ là máy 2.2, còn với máy xăng là 2.4. Cái phiên bản 2021 này thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn phiên bản form cũ và form mới. Như chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn, nó là sản xuất đầu năm 2021. Cuối năm 2021 nó ra form mới của năm 2022 rồi. Về tính năng ở phần đuôi xe thì nó vẫn tương tự như các mẫu xe form mới bây giờ. Về các tiện ích như là hệ thống cốp điện này, rồi đến những các chi tiết như là cửa gió điều hòa phía sau, núm điều chỉnh gió, hay là gập điện hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó vẫn được duy trì đầy đủ ở trên những cái phiên bản mới hiện tại bây giờ. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe mà anh chị và các bạn cần chứa đồ, mình có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai, do cái hàng ghế trước của em để hơi sâu, ngả hơi sâu, đâm ra nó chưa thể gập phẳng được. Đấy, đây là những cái nút phím điều chỉnh này. Nó không có sự khác biệt nhiều, nó chỉ có khác biệt về ngoại thất và nội thất bên trong. Khoang lái nó có những cái sự tinh chỉnh về các núm chức năng của chiếc xe. Cần số của chiếc xe phiên bản mới thì nó sẽ dạng nút bấm, còn với phiên bản này nó sẽ là dạng cần. Đây là các chi tiết về phần kiểu dáng của chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Bác chủ thì cũng đã trang bị cho chiếc xe dạng bậc lên xuống là dạng bậc cứng này. Cánh cửa hàng ghế sau của chiếc xe thì mình có thể nhìn qua đường nét về keo chỉ, đinh tán để mình có thể là cảm nhận qua. Sau khi anh chị và các bạn xem qua clip, mình có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình check lại để tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mà đem cái sự an tâm hơn. Ở trên bản full thì nó mới được trang bị rèm che chắn lắng anh chị nhé. Đấy, những con ốc bản lề này, rồi những cái chi tiết bậc lên xuống đã được ốp bảo vệ ở các chi tiết rồi. Ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp như này. Về những cái phần tựa đầu này, bệ tì tay, cái không gian ngồi hàng ghế sau rất là thoải mái. Nó có độ ngả sâu giúp cho anh chị và các bạn di chuyển đường dài sẽ không bị mỏi và không bị mệt. Chân xe thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Chính giữa trung tâm thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn như cửa gió điều hòa, cũng như hai cái cổng sạc nhanh phía bên dưới. Đây là tổng thể của chiếc xe khi nhìn từ phía ngoài đây. Mình khi nhìn vào bên trong nội thất, một cái không gian ngồi rất là rộng rãi anh chị nhé. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn những gì? Đầu tiên thì em mời anh chị và các bạn ngắm qua về phần cánh cửa đi. Với hệ thống loa giải trí, phím chức năng lên xuống kính, nhớ ghế, các thông số về thông số kính của chiếc xe anh chị và các bạn nhìn qua góc này. Đây là những đường nét về keo chỉ này, cái khu vực bậc lên xuống của chiếc xe, hay là những các tính năng của chiếc xe nó mang lại cho người dùng có thể sử dụng như là hệ thống chống trơn trượt này, khóa cầu vi sai này, rồi là mở cốp này, chống trơn trượt, chỉnh đèn táp lô của chiếc xe này. Đấy, nó có nút điều chỉnh đèn anh chị này, để tăng chỉnh độ sáng này của đèn này. Và số km thực tế của chiếc xe thì đã lăn bánh trên đường là 69.457 km rồi. Và có những cái phần vô lăng thì nó sẽ có tích hợp cho anh chị và các bạn như hệ thống đàm thoại này, giới hạn tốc độ này, lấy chuyển số thể thao, chỉnh đèn gạt mưa. Xe cũng có trang bị hắt kính lái anh chị nhé. Đề lổ lên thì mình sẽ có thể là nhìn thấy được các thông số của chiếc xe. Và xe có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống màn hình giải trí, rồi là có điều hòa tự động, rồi các phím chức năng bên dưới đây. Có các chế độ như là làm mát ghế,
có sấy ghế, sạc không dây, phanh tay điện tử, remote, các chế độ lái, auto hold. Đấy, hỗ trợ đổ đèo, cửa hành ngang dốc, rất là nhiều các tiện ích option của chiếc xe nó mang lại cho người dùng. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát rõ hơn về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với khối động cơ, xe này nó sử dụng là khối động cơ máy xăng 4, dẫn động hai cầu, cho anh chị và các bạn có thể là di chuyển thoải mái trên đường. Ở các cung đường khó địa hình, chiếc xe nó cũng có khả năng vượt địa hình rất là tốt. Các chi tiết về ốc ác rồi là những phần thanh rằng mấu nối của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về chất lượng chiếc xe cũ em đang cập nhật. Và để đảm bảo an tâm, anh chị và các bạn mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba check lại kiểm tra, tránh được những rủi ro. Với mức giá bán của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2.4 máy xăng sản xuất năm 2021 đang chào bán anh chị và các bạn là 880 triệu, giá còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại.